Anh bị bệnh đã lâu chưa chị? Mới về được 2-3 tháng rồi. Tháng trước xuống Nam ở đây là được cả 10 ngày. Xuống Nam đây là em cũng không có cái chi ăn, là cái gì ăn, nhưng đó là sau đây các anh các bác ở trong phòng lại cũng ủng hộ cho ăn cho uống thôi. Mấy đứa con là hầu cũng bảo là đưa đi truyền máu cho con, nhưng mà không có tiền đưa đi. Của đợt điều trị cũng không có tiền là điều trị cho anh, bởi vì anh thì bệnh nặng, càng ngày càng nặng đấy. Em Huy xin chào tất cả các quý vị khán giả cũng như các nhà hảo tâm đang theo dõi trên kênh YouTube Hà Huy Khánh. Hôm nay thì anh Khánh có việc bận, em là Huy sẽ đồng hành cùng mọi người đến thăm một hoàn cảnh tại bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An. Mà trong nhiều ngày qua nhà em nhận được rất là nhiều thông tin bảo là hoàn cảnh này rất là khốn khổ. Khốn khổ ở đây là do anh đã bị bệnh rất là hiểm nghèo nhưng mà lại không có tiền để điều trị, mà phải nhờ sự giúp đỡ của bà con làng xóm để có góp lại để có thể đưa anh xuống bệnh viện đa khoa Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An để điều trị. Nhưng trong thời gian điều trị thì anh cũng không có tiền để ăn uống cũng như là tiền mua thuốc để điều trị tại bệnh viện đấy. Thì bây giờ mời mọi người đồng hành cùng em Huy, chúng ta sẽ vào và xem hoàn cảnh của anh như thế nào để chúng ta có thể có sự giúp đỡ hay chia sẻ gì không nhé. Mời mọi người ạ. Em Huy xin kính chào tất cả các quý vị khán giả cũng như các nhà hảo tâm đang xem trên kênh YouTube của anh Hà Huy Khánh. Hiện tại thì em Huy đang ở tầng 4 khoa nội tiêu hóa phòng 411 ạ. Bây giờ mời mọi người sẽ đồng hành cùng em vào, chúng ta sẽ thăm hỏi cái hoàn cảnh, xem hoàn cảnh như thế nào nhé. Mời mọi người. Em hỏi anh Nguyễn là ở đâu ạ? Chào chị. Dạ. Anh đang 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 đang, đang ngủ ở đang. Dạ. Tôi vậy. Tôi. Em chào chị nhá. Chị tên gì này? Tên Lê Thị Quế. Chị Quế ạ. À. Dạ. Lê Thị Quế. Dạ, được biết hoàn em trong mấy ngày vừa đi thì nhận được rất là nhiều cuộc điện thoại cũng như là tin nhắn á, là hoàn cảnh gia đình mình rất là khó khăn. Anh đi bằng chị ơi. Giờ sốt rất là dai và thiếu máu Chị có thể nói lớn lên thì được không? Chị nói lớn lên thì được. thiếu máu và nguy cơ đây là mấy Nguy cơ chị. máu ở đây không biết là sao đây anh chị. Bị đau bị bụng quyết định thì sáng nay họ đưa đi Hà Nội soi, là anh Người dân nói đây tố đây lên. cả Người dân tố lên. đây là đền mồ, nhưng mà trong người là có không đủ máu, một có thiếu máu nhiều À, ý là thế mổ nhưng mà đây. thiếu máu. Dạ. Nhưng mà gia đình thì hoàn cảnh không có cái chê, Dạ. bây giờ 3 đứa con ở nhà cũng là vì tật để thiếu máu. Ba đứa con của nhà chị là bị bệnh gì? Vì bệnh tim với là thiếu máu, Bị bệnh tim với thiếu máu. thì là mấy đứa tay là vừa được như thế đây được à, bị hết là 3 đứa. Dạ. Các cháu là năm đi bao nhiêu tuổi thôi? Thằng cả thì được 20 tuổi rồi, đứa đâu Đứa đầu 20 tuổi, là thứ hai mấy tuổi chứ? hai thì năm 2007, Dạ. 2007 để thứ hai nha. Dạ. Bây giờ thứ út thì 2010, 28, 80. 2010. Dạ. Rồi tất cả cũng đang đang đi học được, đi học cả chứ ra. Đi học nhưng mà đứa tao thì học hết rồi, cả đứa thứ hai thì học hết lớp 9 là nghề. Bởi vì đi cũng không cầm bút viết được được, đi cũng đi ngồi in được, không biết làm cái gì. Đi học cũng đi ngồi rồi tôi không học được. Nên là mất cái gì Là cũng nữa chưa đi rồi. làm chỉ được giúp được gia đình hay là đang Nhà cũng gọi chúc được rồi. Có ngày đủ và tôi vẫn ngồi con ở nhà thôi, không làm được cái gì.
tức là bị bệnh thì không làm được việc gì cả. À, dạ. Ngoài đường là không có ai làm được cái gì cả. Là kỳ là Quế ở, ở xã nào của huyện Quế Phong chị? Kỳ là ở xã nào của huyện Quế Phong ạ? Nà Công. Dạ? Nà Công. Nà Công, của huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Thầy bình thường anh chị thì ở nhà thì làm việc gì ạ? Làm ruộng, đất ruộng thôi, không làm phải chi, không có nghề nghiệp gì. Thế thì anh bị bệnh đã lâu chưa chị? Mới bị được 2-3 tháng rồi. Bị được 2-3 tháng rồi. Tháng trước cũng xuống nằm ở đây, tháng trước xuống nằm ở đây là được cả 10 ngày. Xuống nằm đây là em cũng không có cái chi ăn, là cứ nhìn ăn như đó là sao đây các anh các bác ở trong phòng lại cũng ủng hộ cho ăn cho muốn thôi. Rồi đây hôm nay đến đây cũng có các bác các chị đi để ủng hộ cho ăn thì nào cũng cảm ơn các anh các chị rồi. Tức là khi điều trị ở đấy thì không có tiền để mua thức ăn về trường giống như trường mình đi, các anh các chị đấy hỗ trợ cho gia đình cho hai anh chị là tiền mua thức ăn giống cùng như tiền điều trị ạ. Như là con là của đợt điều trị cũng không có tiền là điều trị cho anh. Vậy thì anh thì bệnh nặng, thằng này chẳng nặng đấy. Lúc sáng thì em có nhận được cuộc gọi là bảo là anh đang bị thêm cái bệnh chị căn bệnh chứ này mà phải không? Sáng này nói là bệnh sỏi. Bị phổi ạ? Sỏi. Bốn bộ cái sỏi nhưng mà không đủ máu. À dạ. Đang bị sỏi. Sỏi. Bị sỏi rồi. Dạ dạ. Và trước đấy đến chứ là điều trị hiện là điều trị cái căn bệnh chứ là nghiêm trọng nhất thì trước đây điều trị cũng là thiếu máu ạ. Xuống ở đây là chuyển máu hết bốn bích máu. Hết bốn bích máu sao lại về nhà đấy ạ. Cũng không làm được cái chi giúp mà. Chỉ là ở nhà đấy. Sao lại hơn mấy ngày đấy. Hay là cân tháng rồi lại tái lại. Tái lại là muốn đi cũng không có tiền đi. Mấy đứa con là hầu cũng bảo là đưa đi chuyển máu cho con. Nhưng mà không có tiền đưa đi. Nghe nói là khi ở nhà thì phát hiện bệnh thì cũng không có tiền để đưa xuống đưa xuống bệnh viện để chữa trị mà phải ba con làng xóm là góp tiền lại để đưa anh xuống đấy phải không? Chị đây ạ, bà Mai là bà Đinh Thị Mai đây ạ, xin ủng hộ trên huyện được ít tiền là mới được đưa anh xuống. Giờ trên nhà thì khó khăn quá, không có cả chi. Tức là trên đó cũng có nhà hảo tâm là giúp đỡ gia đình nhà chị để là lo cái tiền xe với tiền khám chữa bệnh trước mắt để khám bệnh cho anh thôi. Dạ. Dạ, con xuống đấy thì dư anh chị xuống đấy thì cũng có đồng mô cả để mà. Không có đồng mô. Chỉ có thể đi đâu xuống với cái bệnh viện nữa để không có cái chi nữa. Dạ. Có đi là xin anh chị là xin là bên ảo tâm và giúp đỡ cho gia đình mình. Dạ. Chứ là cảm ơn cậy quá. Chứ là riêng bản thân chị là cũng bệnh tim từ nhỏ này. Chị là bị bệnh tim từ nhỏ. Bị bệnh tim đi làm được cái chi được không biết là đi đâu là có ngày thì đi đang làm việc thì đi để được tôi gắt xỉu xuống. Có ngày là có anh em chị em trong làng trong xóm và đi lại thấy lại từ này. Mới dạy thôi, chứ có ngày thì không biết. Có ngày chỉ đi này ạ, đi trong chương này ạ. Từ ngày đi trong chương là có chị em là đưa về để nhà này. Đi lại đang ở đây ở đâu, đưa xong. Chị lại không biết, chị bồ ở trong rừng này ngất xỉu là đưa về nhà là không biết ạ. Dạ, từ khi xuống bệnh viện đến dư thì mình đã đóng cho bệnh viện nhiều tiền cho chị? Chắc có một cái... Bất chiều ba, như bất trước để xuống rồi. Bà Đinh Thị Mai xin trên là xóm được khuyên góp cho được cái ít đồng xuống đây. Bác sĩ nói bảo là cho nộp được 1 triệu. Còn là trong túi đấy còn có 2-3 thuốc đi trong túi thôi. Tiền ăn không có nữa. Thế là mấy vừa đây là mấy các bác, các ai các chị ở trong phòng này là mua cho ăn là được ăn với các anh các chị ở trong phòng này muốn cảm ơn. Không có cái chi thì ai chỉ càng ngày càng bệnh nặng. Dạ.
Từ giờ em hỏi tắm sức khỏe anh này. Em chào anh. Anh đừng ngồi dậy được không? Chào anh nha. Anh tên là chị hay? À, anh Nguyên. Dạ, anh Nguyên à. Anh hiện tại thì đau ở mố. Có đau gì không? Trong người không? Đau trong người, đau ở... lạnh. Lạnh. Đau đau ở đấy ạ? Đau lạnh. Em nghe bảo là anh bị đau dạ dày hay là thì hay là chỉ có thiếu máu thôi? Đau dạ dày, thiếu máu. Đau đầu chóng mắt. Đau đầu chóng mắt. Đau dạ dày. Đó là hồi sáng em có nghe đi có người bảo anh bị bệnh là bị bệnh sỏi nữa. Và dư gió là thiếu máu rồi thiếu. Là không chưa thể mổ được hay là ấy. Thế sao? Dạ. Thiếu máu là máu không có máu. Không có máu. Chưa được mùi sỏi. Thấy mất trường. Trường lạnh. Dạ. Trường Linh thưa anh ở nhà anh làm việc gì? Ở nhà chắc còn khỏe thì đi thuê. Đi làm tiếng? Đi làm công cho họ. À, đi làm công ạ? Ờ, đi trong Nam hái cả, làm cỏ. Một ngày được khoảng bao nhiêu tiền? Anh một ngày làm được khoảng bao nhiêu tiền? 200. Ngày 200 công quanh nuôi họ, đi làm nuôi, còn phải đi học. Thì về nhà Tết là phát bình ra thì không đi được. Anh đã đi làm xá, anh làm trong miền Nam, làm thuế trong miền Nam à? Ngày 200 thì có đủ gửi tiền về cho trang trải cuộc sống cho gia đình ở nhà không? Không đủ. Mấy bữa thì... Ngày 200 thì cũng khó để mà trang trải, tại vì nhà anh cũng ba đứa con được. Con... bảo là cũng bị bệnh cả đó. Cái rửa dư thiểu máu đấy, dư bác sĩ nói có khi mô có mổ được cho anh không? Chưa biết, anh nói là anh này phải mổ mới được, nói nghe nói thì là khi mô mình bắt đầu mới phẫu thuật được cũng chưa biết hay là chưa biết nói cứ dư cứ nằm đấy đã. Thì bình thường anh có bác sĩ có cho thuốc hay là chỉ để mình uống không? Có cũng có cho thuộc đầy đủ hàng ngày. Hàng ngày cho mấy cái ngày quá thì em cũng nhận được rất là nhiều cuộc điện thoại tin nhắn là bảo mà gia đình anh hoàn cảnh rất là khó khăn, tiền thì dư để bệnh viện mà cũng có tiền mua thức ăn, mua cơm đồ để ăn á, thì cũng như mua thuốc điều trị á. Thì hôm nay chúng em đến đấy thì cùng thay mặt các nhà hảo tâm đến để đồng viên cho anh cũng như chị đấy một số gọi là để tiền thuộc rồi tiền mình trang trải cái cho cuộc sống tại bệnh viện đấy nè. Tại vì là giờ nhà em nghe thấy hoàn cảnh của anh được, nhà em cũng rất là thương. Nhưng trước mặt thì em thay mặt các nhà hảo tâm gửi anh 5 triệu. Tức là cái chi phí để mình điều trị trước mắt thôi. Còn sau này thì bọn em sẽ bám sát trong quá trình điều trị của anh ở tại bệnh viện đấy. Thì bọn em có thể hỗ trợ hay là chi thì bọn em sẽ bám sát với cái quá trình điều trị của anh chị tại đấy nhá. Dạ. Thì em hôm nay trao cho anh 5 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu. Dạ. Cảm ơn các bác giúp đỡ gia đình. Dạ. Đấy thì cho chữa bệnh cho nó khỏi, để nhà chăm sóc con cái. Dạ. Bởi vì mà con chăm con này, con thì cũng bị bệnh tật này. Trông cho mổ được cho lành lặn để về nhà mà chăm con này. Chăm con bố khỏe để chiếm về, còn lấy con đi chữa bệnh, còn chuyển máu cho con. Chuyên máu cho con à? Con thiếu máu. Chứ anh thì đã thiếu máu, thế thì lấy máu không có chuyên cho con nữa. Biết lấy xuống bệnh viện mua máu rồi lấy ở bệnh viện. À, máu ở bệnh viện. Nhóm máu ở bệnh viện. Dạ. Thử máu hợp nhau mới lấy.
Thứ này. Được. Cả con đều bị bệnh cả tin nó. Bình thường đi học thì có đứa đâu là đi làm rồi hay đáng à? Hay là ở nhà cả. Bị bệnh cả nên là không đi làm được tí, chỉ ở nhà thôi. Nhiều thì đi phao cá, người thì đi chơi cũng biết. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Tháng trước chuyên hết 4 bình máu rồi, là anh ấy. Hay là chuyên cho anh. Dạ. 4 bình máu đi với 2 chi tiết quả quả. Dạ. Chuyên lên đây xuống là chuyên 2 bình. Dạ. Đi sáng đi hồ đưa đi chụp đi siêu âm. Đấy là đình ạ. Nếu mà có đủ máu thì mình đình ạ. Mổ nhưng mà chưa đủ máu cho người, không có mổ cũng không mổ, chưa mổ được. À, thì có đủ máu mình mới mổ được. Dạ. Thì hiện tại ở đấy thì được mọi người giúp đỡ thì thần kinh hả? Dạ. Con trò chuyện về gì thì thầy? Con trò chuyện về gì thì nhá. Dạ. Con chào gì? Con là em, con là Huy bên chương trình Thiện Nguyện á. Dạ. Mới đến đây thầy bảo là có trường hợp của anh chị đấy là đi bệnh viện mà không có tiền điều trị, những kiểu không có tiền mà chi tiêu rồi cơm nước mua thuốc mỗi tháng á, thì con nhà con rất là thương. Nói đến đấy thì thấy hoàn cảnh anh chị rất là tồi. À, nghe được bảo là cả mọi người trong trong phòng thì quan tâm giúp đỡ nhiều. Quan tâm. Dạ. Cho cơm chi mới giúp đỡ của chồng nhà. Là gì ạ? Quê ở mỗi gì tên chị? Chị tên Nguyễn Thị Cần. Dạ. Quê ở Nghi Lộc. Nghi Lộc ạ. Ừ. Dạ. Đi là xuống đấy bị trị bệnh hay là chấm? Đi điều trị á. À, đi điều trị. Dạ. Vì bây giờ dậy vì đề tráng. Dạ. Mới xuống đây được bữa thứ năm nhỉ. Dạ. Mọi người trong phòng thì ai cũng bệnh tật ai cả. Ai cũng bệnh á. Dạ. Mà thấy, dạ mà thấy hoàn cảnh của anh chị đấy thì tồi. Thế là mọi người. À. Dạ. Bà già này cũng đại khái ai cũng có lòng dạ, thương. Ai cũng thương cả. Ừ. Ai cũng trích ra một ít cái tiền mà giúp đỡ cả. Dạ. Tuy là cũng không nhiều nhưng mà có cái tình. Dạ. Ừ. Có cái tình người hả? Vâng. Thương. Anh cũng đã đánh cái tình. Dạ. Ừ. Ủa thì không được nhiều lắm nhưng mà có cái tình người ấy này. Dạ. Một người một ít, người một ít là hắn có cao cả. À, thì nhà cháu vẫn đi đến đấy thì cũng trước mắt thì cũng có thể là giúp đỡ tương nửa thôi. Vâng. Thì dần dần thì nhà cháu nếu mà có cơ hội thì nhà cháu cũng gần đây thôi. Dạ. Nếu trong quá trình điều trị của anh chị thì nhà cháu cũng có thể là nếu mà được các mạnh nhà hảo tâm á. Vâng. À, kêu gọi được nhà hảo tâm thì trong thời gian gần đây thì nhà cháu sẽ đến đấy để bám sát để giúp đỡ cho anh chị nữa. Vâng. À, em nghĩ là bệnh tật đi thì cũng phải đang điều trị cũng dài. Đang dài mà cũng phụ. Dạ. Ừ. Cứ muốn có ăn đi chuồng này chứ cứ chín hết. Dạ. Đúng rồi. Hoàn cảnh như quá khó khăn. Dạ. Tưởng biệt màn đáng hả? Không biết màn đáng được. Dạ. Mà đây ai cũng đều là bệnh nhân cả nhưng coi chẳng qua họ bớt ra thôi còn. Dạ. Toàn bệnh nhân hết. Toàn bệnh nhân hết. Ừ. Một người bớt ra một ít. Một người bớt ra. Giúp đỡ cho trong khi khó khăn này chứ không biết màn đáng được. Dạ, khi mà nó giúp đỡ được anh chị mà. Vâng. Dạ. Anh ạ. Thì con là cũng là bố đã đi chuyên máu nhưng mà không có tiền đi chuyên. Dạ. Về đứa út để đang đi học lớp 8 là lúc nào các cô các thầy cũng bảo là đang học không đưa con đi chuyên máu đi. Dạ. Nhưng mà con gái út à. Dạ. Thứ nhất là chiều máu cơ. Thứ hai là tim lại có út à. Bị thiếu máu đấy, bệnh tim. Ừ. Dạ, cả ba đứa luôn hay là chắc đứa gái út? Cả ba đứa luôn. Và đứa gái út là hình như bị bệnh nặng nhất phải không? Ừ. Dạ. Vậy à, máu trắng đó, con gái út nó cũng nhiều bệnh đó. Bị bệnh máu trắng nữa à? Ừ. Dư ở nhà thì không đưa cháu đi điều trị á? Đưa đi không có tiền, năm ngoái đưa đi được 2 lần. Đưa đi khám về lại lấy thuốc về uống ở nhà. Dạ. Con gái út à? Sợ là về đây các cô các thầy ở trong trường là đang không đưa con đi truyền máu đi chữa trị cho con nhưng mà mình không có tiền. Dạ. Vậy thế là hoàn cảnh quá. Chắc hội mình cũng về tìm để lúc nào lo cho các con cũng không thể lo nổi nữa. Bố mẹ mà khỏe mạnh thì nhiều khi đang có thể là
chăm sóc cho các con được, chứ giữ bố mẹ ốm yếu đi thế. Bố thì ốm yếu, mẹ thì phải chăm bố thế. Thì chúc chị cố gắng lên nhá. Anh cũng cố gắng lên để mà điều trị cho nhanh khỏi. Dạ. Thì nhanh khỏi để về con đi làm việc, con để chăm lo cho các con, cũng như sau này có khả năng thì có thể đưa các con đi điều trị. À, thì em có lẽ nhà em cũng xin phép là thương buồn thôi theo theo chị nhé. Dạ. Được, cho mọi người. Thì em xin kết thúc video tại đấy. Mọi người có những cái sự nhận xét, có những bình luận thì xin mọi người cho em một comment ở dưới video. Em chào mọi người nhé. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Được, em chào.